Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà Facebook thân yêu của Ngọc Ánh và YouTube channel của Ngọc Ánh. Bữa nay là tháng 5 ngày 1 2021. Đây là tụ điểm hái dâu. Lần đầu tiên Ngọc Ánh đến tụ điểm này nằm ở thành phố Gilroy. Nó tên là Berry Island Farm. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Nhận tiền mặt only và mở cửa đúng 4 tiếng một tuần trong cái mùa vụ mùa này. Cho đến khi hết cái dâu thì thôi. Ai đến trước thì được hái, ai đến sau thì không có còn dâu nữa. Và những trái dâu nó nằm trong đây rất là dễ thương nè cả nhà ơi. Họ đưa cho mình cái những cái rổ để mà mình hái vô đây rồi ra mình trả tiền. Họ nhận tiền mặt only. Họ có cho mình sanitize ở ngoài trước rất là sạch sẽ ha. Đây, đây là những trái dâu tây. Họ trồng trên luống như vậy nè. Con đường đến đây rất là dễ ha. Từ San Jose xuống đây có 20 mai thôi. Đó, bữa nay nườm nượp người nè. Nườm nượp người nè. Mạnh ai nấy hái. Họ đưa cho mình mấy cái basket đó để mà mình hái xong rồi một hồi mình ra mình trả tiền. Rất là đẹp. Mấy cái tụ điểm kia thì lúc trước Ngọc Ánh đi ở dưới Gizat á, bây giờ chưa có đi xuống dưới đó nên mình đang đi tụ điểm này. Mấy chỗ kia thì mình ngồi picnic có bàn ăn luôn. Lần đầu tiên mình đến cái tụ điểm này mình rất thích. Nhận tiền cash only nhưng mà mấy đứa nhỏ nó sẽ tự tay nó hái những trái dâu xong rồi nó sẽ bỏ vào cái rổ của nó rồi ra tính tiền từng hộp thôi. Thích lắm. Mình ngồi ăn dâu trong chợ thì với đi trong chợ rất là bình thường ha. Cái cảm giác mấy em được ra ngoài farm coi người ta như vậy. Nhưng mà Ngọc Ánh thấy cái farm cũng không có bự lắm đâu, thành ra mình tranh thủ mình đi đi, nếu mà hết rồi thì đâu còn gì nữa đâu hái. Xung quanh này họ trồng hoa hồng. Con đường đi xuống đây rất là dễ luôn. Từ San Jose xuống đây đi Freeway 101. Từ Freeway 101 sau đi về hướng Gilroy mình qua những cánh đồng qua những cái cánh đồng mà trồng rượu nho wine testing á, rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Những cái hầm rượu ở dưới đây nó có wine testing gần cái khu này, xung quanh đây núi đồi chập trùng này, nhưng mà con đường ra lái vô rất là dễ, không có nguy hiểm nha. Cả nhà mình nên đi coi đi, đi hái đi. Ai chưa có kinh nghiệm đi hái dâu nên dẫn con nít đi theo hái dâu. Trước khi đi mình đội nón ha, mình mang dài bít chân ha. Rồi mình xức sinh plug, đeo mắt kiếng. Nó không có bị chá nắng tại mình ở ngoài ruộng ngoài đồng mà. Thành ra ăn mặc cho nó comfortable clothes, mang dài bít chân. Đây nè, mấy người có con nhỏ họ vẫn là đem cái stroller đi luôn. Đường đi rất dễ ha. Bà bầu cũng đi luôn đó. Bà bầu cũng dẫn con đi, rồi stroller cũng đi, rồi cầm rổ theo hái, rồi họ cứ ra trả tiền thôi. Nhưng mà tại vì cái farm á nên họ nhận tiền cash only ha, nhớ đem theo cash trả. Chắc vài chục đồng là vui rồi. Rồi vậy đi ha, cả nhà mình ai chưa có biết đường xuống thì kéo địa chỉ trên internet, hồi nãy Ngọc Ánh có search rồi. Đường xuống Gilroy, Berry Island Farm, ông chủ rất là dễ thương. Rồi trước khi đi Ngọc Ánh đã điện thoại hỏi người ta rõ ràng rồi. Để tránh tình trạng là farm đóng cửa. Nhiều khi internet đời không chính xác, mình phải gọi điện thoại. Nó rất vui nè, mấy con của mình. Mấy con của mình hái từ từ tụi con. Hello, hello, Triple J. Vui không chém? You on my camera. Cái internet service xấu quá nên mẹ phải record lại. Mẹ không có livestream được. Chém ơi, con hái cho mẹ ăn rổ nha. Đừng đạp lên trái dâu con. Không có đập chứ dâu. Hái đi, hái đầy. Chem quay mặt qua đây. Chem thích không? Chem hái một hộ rổ, chô hái một hộ. Holly. Có hả? Calvin đó. Tony. Đó, Tony với Calvin bên đây. Rất là nhiều gia đình, hầu như ai cũng dẫn con nhỏ đi vô trong farm hái á. Tại mấy bé nó thích lắm. Ở Mỹ mà mình đi hái dâu á, trời ơi mấy em nó mê hái dâu với hái cherry là cái mùa vào tháng 5 với tháng 6 ha. Cái khu trong đây có nhiều cái nhà ở trong, trước khi đến đây cái nhà rất là đẹp luôn, giống như chủ farm họ wine testing vậy đó. Nghe tiếng chim hót thánh thót ở trong rừng luôn. Ôi một hồi mà mấy đứa nhỏ nó ra ngoài kia nó sẽ chụp hình, họ làm những cái khung gỗ để mà đưa cái mặt vô chụp hình làm kỷ niệm ở ngoài farm, nó rất là vui. Đó nè, hái đầy rổ luôn nè. Mấy ông bố nè, mấy ông bố dẫn con đi nè. Mấy ông bố, mấy bà mẹ trẻ trẻ này dẫn con nhỏ nhỏ không à. Thích lắm, thường thường đi hái dâu rồi gì nè, khoái lắm luôn á. Hồi năm rồi đâu có được đi đâu. Năm rồi cái vụ dịch á, cái căng thẳng quá, không có đi đâu được hết. Năm nay mới mở lại, ở trên đây có rất là nhiều farm ha. Nhưng mà mấy cái farm kia họ vẫn chưa có mở nha cả nhà. Mấy cái farm kia mình tìm rồi, họ chưa có cho phép mình vô. Mình tìm được cái farm này đó là mình kêu gọi mọi người ai mà thích cái vụ này thì đi nhanh đi để thôi nó hết nè, tại vì chủ vườn người ta chỉ cho mình vô hái khi nó còn dâu, chứ còn nếu hết dâu đi vô đây làm gì nữa. Thấy không, mấy cái trái dâu người ta trồng nè, đó thấy chưa, dễ thương quá luôn. Nó chín cái nó đỏ vậy nè, còn nó còn sống nó màu xanh nè.
rồi họ lót mấy cái miếng nhựa nè cho trái dâu nó ngồi trên đây nè, thấy không, nó rớt xuống nó không có bị dập, nó không có bị dơ. Ui thích quá đó, đẹp quá đi, đẹp quá đi, ui thích, đẹp quá hả. Mấy đứa nhỏ mà nó được đi hái dâu vậy, xong thường thường mình đem đồ ăn theo, mình picnic, mình ngồi ngoài mấy cái phạt, rồi họ mình ăn ở ngoài trời luôn, rất là vui. Hoa dâu nè cả nhà, đó, đẹp chưa, it's beautiful. Đó, cô bé này dễ thương quá, cô bé này ăn luôn ở ngoài farm, cô bé này hái dâu lên xong bỏ vô miệng ăn luôn, ngon lành luôn, không sợ gì hết. Không, về nhà mình rửa muối rồi hả ăn con, là mẹ sợ nó có nằm dưới đất có bị khủng ăn đau bụng. Thường thường á, mấy năm trước Ngọc Ánh đi hái dâu á, Ngọc Ánh lúc nào cũng đem theo thùng nước muối để mà để ngoài xe sẵn rồi. Con đừng đạp lên trái nha, quách trao nha con, mình phải thương cái trái trái cây cưng quá. Ừ, cảm ơn tài xế. tài xế ba chở mấy con đi hái dâu vui lắm. Chị ơi, hổm rày suốt mấy tuần nay nôn đi hái dâu dữ lắm, bữa nay được đi rồi mừng quá chừng mừng luôn. Chắc có lẽ là hình như là cũng 8 năm rồi. Lần trước Ngọc Ánh đi là mang bầu cho, chưa có sanh tròn luôn á, đi trong cái bụng bầu một mình đứa con đầu thôi. Rồi bây giờ Jem là con út của mình nè, con út của mình mà từ lúc sanh đến giờ cũng chưa được đi, rồi em tròn cũng chưa bao giờ đi. Thấy vậy chứ mà cũng bận rộn quá. Cậu anh đi mấy lần trước khi đẻ hai đứa con nhỏ, nên bữa nay John với Jem mới được lần đầu tiên đi hái dâu ha. Thường thường đi hái dâu mình nên đội nón ha, rồi mình mặc đồ cho nó thông thả, mang những đôi giày bít chân để nhiều khi bụi bặm rồi nó không có vô chân với rớt mấy cái đôi dép của mấy đứa nhỏ đó, rồi đội nón ha, sức xanh block, ăn mặc thoải mái. Rồi mình ra farm mà Ngọc Ánh đội cái nón lá luôn đó, Ngọc Ánh đội cái nón lá. Ngồi ở trong nhà chơi game với computer đồ điện quá, không có hiểu người ta làm farm nó cực nhọc, dẫn con ra đây mình dạy cho nó biết là những người làm farm họ cực nhọc lắm, thành ra mình phải ăn đồ ăn, mình phải quý những cái đồ ăn mình có, rồi mình còn phải dạy con là phải appreciate, phải biết ơn những người làm farm, phải có những người làm việc cực nhọc như vậy nè mình mới có đồ ăn mình ăn chứ. Ngon không con? Nè. Con bỏ đầy đi, hồi mình trả tiền cho anh ơi. Con lựa không, mình phải trả tiền chứ ai cho free. Con nghĩ sao mà người ta làm một cái business mà cho mình free con? Mình phải support họ, kệ nó, nhiêu thì nhiêu. Người ta cho phép mình vô hái là mình vui rồi. You pick mà. Cái farm này là cho mình tự vô hái. No. Không có, có gì hái đó. Raspberry ở đâu? Ủa có raspberry à? Ok, listen. Mỗi người phải fill up do bucket and then mình trả tiền, không có được fill empty. Kệ nó, cứ đi hái đầy trả tiền. Mình support người ta. Lại dính nhau lại chụp hình. You guys stop, take a picture. Oh, you stop. Calvin, come back here, take picture. Chị Hà, đi lại đây chụp hình. Chụp cả group picture. Wow, thấy không? Thấy chim ưng nó bay ở trên trời không? Đây là những con hót. Rồi đứng đây nè. Ở ngoài cái cánh đồng này nè, nó rất rồi, là bình yên nè. Chim này là chim hót nha. Quay mặt giống như diều hâu, mà giống như chim ưng vậy đó, rất là rất tung cánh, rất là đẹp. Rồi, picture, group picture. Group picture. Rồi nè, nhìn nè. Ồ, trả tiền. That's okay. Rồi chụp hình nha. Mình đi hái dâu. Đang chụp hình nhưng mà ngoài đang lỡ quay phim nên cứ cầm đi. Đó, thấy không? Cả group người ta đi nè. Người đa phần là vẫn còn nhỏ thôi mà mấy đứa con nít nó rất là thích luôn. Thấy không? Thời tiết rất tốt nè, chim nè, chim rất là nhiều luôn nè. Những con chim này thường thường mình phải vô mấy cái phạt lớn á, yên tĩnh nó mới có nha, còn ở ngoài ồn ào không có mấy con chim này đâu. Mình rất thích chim này. Con hót á. Đẹp dễ sợ chưa? Chim ưng á.
thấy không, ai muốn thích cái hộp bự thì cứ lấy cái hộp bự. Ở ngoài đó người ta để rất nhiều loại hộp, rồi họ có bán artichoke nữa, bông artichoke nữa, thấy không. Trẻ con bữa nay là rất là vui nè. Hái cho đầy đi, hái cho đầy rồi hồi mình ra mình trả tiền thôi con. Thay vì mình đi vô chợ mua thì nó quá dễ và vui rồi, nhưng mà mình thích thấy không. Hái xong về, trời ơi, tự tay mình đi hái trong farm đó nè. Mấy em con nít nè, thấy không, toàn là bé chừng 2-3 tuổi đổ lại, mê lắm. Mấy em mà dưới 5 tuổi đó, coi tivi rồi thấy cảnh người ta làm farm, yêu môi trường, yêu thiên nhiên nè, thấy không. Mấy ông bố nè, thấy không, dẫn con đi nè, mấy bà má nè, rồi dẫn con đi nè, thấy chưa. Đa phần gia đình nào cũng có con nhỏ hết cả nhà ơi. Vui không. Mình ở trong computer nhiều quá mình căng thẳng lắm, bây giờ mình cứ ra farm được như vậy là mấy em nhỏ giống như mình dẫn con mình đi field trip á. Mình đi học ở trong trường thì trường phải tổ chức field trip, thì bây giờ cha mẹ cuối tuần dẫn con. Mấy nhỏ muốn hái trái berry á anh, cái trái raspberry á. Nó hái cái trái khác anh chưa? Nó nói là có trái raspberry hay trái gì dâu dâu gì nữa đó. Ok. Rồi ok Ngọc Ánh, tạm biệt cả nhà mình ha. Như đây là đủ rồi ha. Đây là ngày 1 tháng 5 2021 ở tại Gilroy, cái Berry Island Farm. Mở cửa đúng 4 tiếng từ 9 giờ đến 1 giờ. Không biết năm nay họ mở trong vòng vài tuần cho đến hết thì thôi, nên ai muốn hái thì đi nhanh tay nhanh chân lên ha. Rồi bye cả nhà. See you later on Facebook channel của Ngọc Ánh và cái YouTube channel. Bye bye.